Vatican công bố chủ đề của Ngày Hòa Bình Thế Giới 2025 Giáo hội tái khẳng định lập trường chống lại an tử và trợ tử Đức Giáo Hoàng Francisco giải thích cách thức sinh ra và nuôi dưỡng Đức Giêsu trong đời sống của chúng ta Đức Giáo Hoàng Francisco gửi thông điệp tới người Hồi giáo Afghanistan Tranh cãi giữa giáo hội Công giáo và cộng đồng địa phương tại Cameroon các nước giám mục châu Phi kêu gọi giảm nợ trước năm tháng 2025 Giáo sĩ Nicaragua đối mặt với làn sóng bắt giữ mới Lãnh đạo công giáo Anh Quốc lên án bạo lực phân biệt chủng tộc Giáo hội Mỹ Latin thách thức Maduro bày tỏ đoàn kết với người dân Venezuela UNICEF và WFP cảnh báo khủng hoảng đói tại trại tị nạn giam giam Sudan Hội thảo và tĩnh tâm lễ hội tình huynh đệ lần thứ hai của dòng chú quý thế tại Bangalore, Ấn Độ. Trại An Phong Alfonso cho giới trẻ ra rai tại Việt Nam mừng lễ thánh tổ. Xin tha nợ cho chúng con, xin ban bình an cho chúng con là chủ đề được Đức Thánh Cha Francisco chọn cho ngày thế giới hòa bình lần thứ 58 được cử hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Chỉ từ sự hoãn cải chân thành ở mọi cấp độ cá nhân, địa phương và quốc tế, thì nền hòa bình đích thực mới có thể triển nở, thánh bộ phát triển con người toàn diện, nêu trong tuyên bố chủ đề Ngày Thế giới Hòa Bình năm 2025. Trong tuyên bố hôm thứ Năm, thánh bộ cũng cho biết thêm rằng hòa bình không chỉ đến từ việc chấm dứt xung đột, mà còn từ một thực tế mới, trong đó những vết thương được chữa lành và phẩm giá của mỗi người được nhìn nhận. Theo thông báo của Thánh Bộ Phát triển Con Người Toàn Diện, chủ đề năm nay phản ánh sự hòa hợp tự nhiên với ý nghĩa kinh thánh và giáo hội về năm thánh. Chủ đề này được lấy từ cảm hứng các thông điệp Laudato Si, Fratelli Tutti, đặc biệt xoay quanh chủ đề hy vọng và tha thứ trọng tâm của năm thánh. Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Học viện Giáo hoàng về sự sống, đã tái khẳng định lập trường kiên quyết của giáo hội công giáo chống lại việc an tử và trợ tử. Phát biểu này được đưa ra sau khi có những cáo buộc trên các phương tiện truyền thông về cuốn Từ điển nhỏ về giai đoạn cuối đời một tài liệu dày 88 trang do nhà xuất bản Vatican phát hành vào đầu tháng 7, tập trung vào các giai đoạn đạo đức liên quan đến giai đoạn cuối đời như trợ tử, hỗ trợ tự tử, chăm sóc giảm nhẹ và hỏa táng. Gần đây, tài liệu này bị truyền thông chỉ trích cho rằng có những dấu hiệu cho thấy sự mở cửa của tòa thánh đối với các vấn đề này. Tuy nhiên, Tổng giám mục Padlia đã nhấn mạnh rằng những hướng dẫn trong tài liệu này đều dựa trên giáo lý của các đức giáo hoàng và giáo hội suốt trong 70 năm qua. Vào sáng thứ năm vừa qua, Tổng giám mục Palia đã có buổi ý kiến Đức Giáo hoàng Francisco tại dinh tông tòa. Nơi ngài trình bày về cuốn từ điển nhỏ này và nhận được sự ủng hộ của Đức Thánh Cha. Đức Giáo hoàng cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ sự sống trong mọi giai đoạn, đặc biệt là đối với những người yếu đuối nhất, nhằm chống lại văn hóa vứt bỏ trong xã hội ngày nay. Tổng giám mục Palia khẳng định rằng vai trò của giáo hội là đào tạo lương tâm, không phải lập ra luật pháp nhưng sẵn sàng hợp tác với chính trị để bảo vệ sự sống đặc biệt là đối với những người yếu thế. Trong buổi tiếp kiến chung ngày 7 tháng 8 năm 2024, Đức Giáo Hoàng Francisco tiếp tục bài giáo lý về Chúa Thánh Thần và vai trò của Ngài trong việc nhập thể của Đức Giêsu. Ngài nhấn mạnh rằng giống như mẹ Maria, mỗi người chúng ta cần thụ thai và sinh ra Đức Giêsu trong cuộc sống hàng ngày qua việc lắng nghe và thực hành lời Chúa Đức Giáo Hoàng cũng khuyến khích các tín hữu tin tưởng với Chúa không có điều gì là không thể và sự biến đổi thực sự chỉ có thể xảy ra qua Chúa Thánh Thần. Trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 7 tháng 8 năm 2024, Đức Giáo Hoàng Francisco đã gửi thông điệp đặc biệt đến người Hồi giáo Afghanistan, nhấn mạnh rằng không ai có thể nhân danh Chúa mà khuyến khích sự khinh miệt, hận thù và bạo lực. Ngài kêu gọi đối thoại liên tôn, nhấn mạnh rằng sự tôn trọng lẫn nhau và hòa bình là giá trị cốt lõi cần được duy trì giữa các tôn giáo. Một cuộc tranh cãi nảy lửa đang diễn ra tại khu vực Wimbum thuộc giáo phận Kumbo vùng Tây Bắc Cameroon khi người dân địa phương cáo buộc giáo hội công giáo phỉ bán văn hóa của họ. Các lãnh đạo cộng đồng cho rằng các nghi lễ tôn giáo và biểu tượng linh thiêng của họ đang bị giáo hội lợi dụng và chiếm đoạt. Đơn thư khiếu nại đã được gửi lên Vatican yêu cầu can thiệp và bảo vệ văn hóa truyền thống của họ người dân địa phương cho rằng những nghi lễ tôn giáo truyền thống của họ vốn được coi là linh thiêng và chỉ dành riêng cho các thành viên của cộng đồng đã bị các linh mục và giáo dân công giáo sử dụng không đúng cách trong các buổi lễ nhà thờ họ lo ngại rằng hành động này không chỉ làm giảm giá trị thiêng liêng của các biểu tượng và nghi lễ mà còn gây ra nguy cơ xung đột văn hóa nghiêm trọng trong khu vực linh mục christopher eboka Đại diện giáo hội công giáo tại khu vực này đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định rằng giáo hội không có ý định hủy hoại mà ngược lại đang cố gắng tích hợp và tôn trọng các yếu tố văn hóa địa phương trong các hoạt động tôn giáo. Ông cũng nhấn mạnh rằng giáo hội công giáo luôn tìm cách làm phong phú thêm đời sống tâm linh của người dân bằng cách kết hợp hài hòa giữa niềm tin tôn giáo và văn hóa địa phương. Tuy nhiên, sự việc vẫn đang gây căng thẳng giữa hai bên và thu hút sự chú ý của dư luận. Đặc biệt khi vấn đề này đã được đệ trình lên Vatican. Hiện tại cộng đồng Wimbledon đang chờ đợi phản hồi từ phía Tòa Thánh để giải quyết tình trạng bất ổn này. Vào ngày mùng 4 tháng 8 năm 2024, các giám mục từ nhiều quốc gia châu Phi đã đồng lòng kêu gọi cộng đồng quốc tế và các tổ chức tài chính lớn giảm hoặc xóa nợ cho các quốc gia châu Phi trước thềm năm thánh 2025. Đây là một lời kêu gọi mang tính cấp bách nhằm giải quyết những thách thức kinh tế mà các quốc gia châu Phi đang phải đối mặt do gánh nặng nợ nần. Các giám mục nhấn mạnh rằng việc giảm nợ sẽ giúp các quốc gia châu Phi có thể tập trung đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như giáo dục, y tế và hạ tầng xã hội, qua đó cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và thúc đẩy phát triển bền vững. Họ cũng liên hệ lời kêu gọi này với tinh thần của Năm Thánh, một thời điểm mang ý nghĩa sâu sắc trong giáo hội Công giáo, kêu gọi sự chia sẻ, công bằng và tái sinh. Lời kêu gọi của các giám mục châu Phi không chỉ nhắm đến các quốc gia phát triển và các tổ chức tài chính quốc tế, mà còn gửi đến cộng đồng công giáo toàn cầu, kêu gọi họ ủng hộ và đồng hành cùng người dân châu Phi trong việc đạt được một mục tiêu tương lai tốt đẹp. Đây cũng là dịp để các tín hữu trên toàn thế giới cùng nhau suy ngẫm và hành động vì một thế giới công bằng và nhân ái hơn. Tại Nicaragua, làn sóng bắt giữ mới đang nhắm vào các giáo sĩ công giáo khiến tình hình tôn giáo và chính trị tại quốc gia này thêm căng thẳng. Chính quyền Nicaragua dưới sự lãnh đạo của tổng thống Daniel Ortega đã gia tăng áp lực lên giáo hội Công giáo, cáo buộc nhiều linh mục tham gia vào các hoạt động chính trị chống đối. Các vụ bắt giữ gần đây là một phần của cuộc đàn áp rộng lớn hơn nhằm kiểm soát và hạn chế tiếng nói của giáo hội trong các vấn đề quốc gia. Trong các vụ bắt giữ, nhiều linh mục bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động phản cách mạng và phá hoại trong khi các nguồn tin từ giáo hội cho biết đây là hành động nhằm đe dọa và làm im tiếng các giáo sĩ. Tình trạng này đã gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các tổ chức nhân quyền và tôn giáo. Giáo hội Công giáo tại Nicaragua từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong việc hòa giải và bảo vệ nhân quyền. Điều này khiến họ trở thành mục tiêu của chính quyền tổng thống Ortega trong bối cảnh ngày càng có nhiều bất ổn xã hội. Những hành động đàn áp này đang tạo ra một bầu không khí căng thẳng và đối đầu giữa chính quyền và giáo hội, làm dấy lên những lo ngại về tương lai của quyền tự do tôn giáo và nhân quyền tại Nicaragua. Vào tháng 8 năm 2024, các nhà lãnh đạo công giáo tại Vương quốc Anh đã mạnh mẽ lên án các vụ bạo lực phân biệt chủng tộc đang gia tăng, đặc biệt là những hành vi nhắm vào các cộng đồng thiểu số. Những phản ứng này được đưa ra sau một loạt các vụ tấn công bạo lực có động cơ phân biệt chủng tộc trên khắp đất nước. Các giám mục đã kêu gọi chính phủ và toàn xã hội hành động quyết liệt để ngăn chặn tình trạng này, nhấn mạnh sự cần thiết của tình đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau trong việc xây dựng một cộng đồng hòa bình và công bằng hơn. Các giám mục cũng bày tỏ lo ngại về sự phân cực xã hội ngày càng gia tăng và khuyến khích các tín hữu và tất cả mọi người cùng nhau chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử tuyên bố của các lãnh đạo công giáo cũng nhấn mạnh vai trò của giáo hội trong việc bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy sự hiểu biết giữa các cộng đồng đa dạng, bất kể chủng tộc hay tín ngưỡng. Đây là lời kêu gọi toàn quốc về tăng cường các nỗ lực giáo dục, đối thoại và hành động tích cực để xây dựng một xã hội công bằng, không có chỗ cho bạo lực và hận thù. Trong những ngày đầu tháng 8 năm 2024, nhiều vị lãnh đạo giáo hội công giáo Mỹ Latin đã mạnh mẽ lên tiếng đối với chế độ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết với người dân Venezuela đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo và chính trị kéo dài. Các giám mục trong khu vực đã chỉ trích chính phủ Maduro về tình trạng vi phạm nhân quyền và quản lý yếu kém, dẫn đến tình trạng nghèo đói và di cư hàng loạt. Các ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ cho người dân Venezuela và thúc đẩy các giải pháp hòa bình, nhấn mạnh vai trò của giáo hội trong việc bảo vệ phẩm giá con người và tìm kiếm công lý. Trong các tuyên bố của mình, các lãnh đạo giáo hội đã khẳng định cam kết đứng về phía người dân Venezuela, những người đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế. Các ngài cũng kêu gọi các bên liên quan, bao gồm cả chính phủ và phe đối lập, tham gia vào đối thoại chân thành để tìm kiếm giải pháp cho tình trạng bế tắc hiện nay. Các tuyên bố này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng các quyền cơ bản của con người và quyền tự do tôn giáo, đồng thời thúc đẩy sự đồng lòng quốc tế trong việc giải quyết tình hình tại Venezuela. UNICEF và Chương trình Lương thực Thế giới WFP đã đưa ra cảnh báo về tình trạng đói kém nghiêm trọng tại trại tị nạn giam giam ở Darfur, Sudan, nơi hàng nghìn người tị nạn đang đối mặt với nguy cơ chết đói. Trại tị nạn giam giam nơi đang có hơn 120.000 người, chủ yếu là những người bị buộc rời bỏ nhà cửa do xung đột, hiện đang thiếu lương thực, nước uống và dịch vụ y tế nghiêm trọng. UNICEF và WFP đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các gia đình tại trại. Theo báo cáo, tình trạng thiếu thốn lương thực đang trở nên tồi tệ hơn do cuộc khủng hoảng kinh tế và xung đột kéo dài, khiến nhiều người không thể tiếp cận với các nguồn lương thực cứu trợ các tổ chức này cũng cảnh báo rằng tình trạng suy dinh dưỡng đặc biệt là ở trẻ em đang gia tăng nhanh chóng với nguy cơ tử vong cao nếu không có sự can thiệp kịp thời sự suy giảm điều kiện y tế tại trại cùng với sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm đang đặt các dân cư tại giam giam vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm trước tình trạng cấp bách này unicef và wfp nhấn mạnh rằng cần có sự phối hợp quốc tế để ngăn chặn thảm họa nhân đạo đang diễn ra tại Sudan. Từ ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 8 năm 2024, hội thảo và tĩnh tâm liên tỉnh dòng chú cứu thế mang tên Lễ hội tình huynh đệ lần thứ hai đã được tổ chức tại Bangalore, Ấn Độ. Sự kiện này quy tụ các tu sĩ và linh mục thuộc dòng chú cứu thế từ nhiều tỉnh dòng khác nhau nhằm thúc đẩy tình huynh đệ và hợp tác trong công tác mục vụ. Các hoạt động trong chương trình bao gồm hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm và các buổi tĩnh tâm, giúp củng cố đời sống tinh thần và sự gắn kết giữa các thành viên trong dòng. Sự kiện này đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự liên đới và hợp tác trong sứ vụ, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các cộng đồng tại các khu vực khác nhau. Các tham luận tại hội thảo tập trung vào các thách thức và cơ hội trong công việc truyền giáo, cũng như cách thức để các tình dòng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lễ hội tình huynh đệ lần thứ hai không chỉ là một dịp để các tu sĩ và linh mục gặp gỡ mà còn là cơ hội để họ cùng nhau tĩnh tâm, suy ngẫm và làm mới lại cam kết của mình với sứ vụ phục vụ cộng đồng. Đây cũng là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ giữa các tỉnh dòng nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác mục vụ và truyền giáo. Từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 8 năm 2024 Dòng Chú Cứu Thế tại Việt Nam đã tổ chức trại Alfonso cho giới trẻ Gia Rai nhằm kỷ niệm ngày lễ thánh Alfonso Ligori đấng sáng lập dòng. Sự kiện này diễn ra tại khu vực Tây Nguyên, thu hút hơn 300 giới trẻ Gia Rai tham gia. Trại bao gồm các hoạt động giáo dục, tĩnh tâm, cầu nguyện và các trò chơi tập thể, giúp củng cố đức tin và tinh thần đoàn kết giữa các bạn trẻ. Ngoài ra, trại còn có các buổi chia sẻ giáo lý và giá trị sống nhằm hỗ trợ giới trẻ Gia Rai trong việc định hướng tương lai và phát triển đời sống tinh thần. Trại An Phong Sô là dịp để các giới trẻ Gia Rai không chỉ gặp gỡ, kết nối với nhau mà còn được gần gũi hơn với giáo hội và các giá trị công giáo. Qua đó các bạn trẻ được khuyến khích sống đạo đức, phát triển tình yêu thương và tinh thần phục vụ cộng đồng. Sự kiện này cũng thể hiện cam kết của dòng chú cứu thế trong việc hỗ trợ và đồng hành cùng với các cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam đặc biệt là trong việc giáo dục và đồng hành với giới trẻ. Trại Alfonso đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và góp phần nâng cao ý thức cộng đồng và đức tin cho giới trẻ Gia Trên đây là bản tin truyền thông chú cứ thế ngày 10 tháng 8 năm 2024. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại ở các bản tin sau.